Hello Khánh. Hello, are you there? À, Khánh ơi, con có nghe cô nói không nhỉ? Hình như là cô đang không nghe thấy Khánh và Khánh chưa có kết Đâu nối. chị? Rồi, cô thì nghe thấy Con vẫn Khánh. đang ở đây ạ. Cô nghe cô nói không ạ? Bây giờ mới nghe thấy nè, chứ hồi nãy là không nghe nói nha. Bây giờ mới thấy. Rồi, is everything okay? Ổn chứ Vẫn Khánh? đang chỉnh như này ạ. Rồi con chỉnh gì nào? Chỉnh camera Đang hay nghe. chỉnh Đang tai nghe. nghe. Ok. Nay con đang đi chơi ở đâu à? Không ạ. Ok. Ô thế sao hôm bữa chủ nhật thì lại vắng nhỉ Khánh nhỉ? What happened on Sunday? Were you busy or were you sick? Were you busy? Con không biết đâu. Cô hỏi mẹ con xem. Ok, right, thank you. Rồi thế mình đã chỉnh xong chưa nhỉ? Cô nói con đang cái dây nó bị rối. Ý là cô không thấy Khánh bật camera lên nên cô cũng không biết là Khánh đang làm gì luôn ý. Con đang gỡ cái dây tai nghe. Cô cứ nói đi ạ. Rồi gỡ dây tai nghe thì ý là cũng bật camera lên thôi chứ có gì đâu. Rồi. Khánh ơi, hôm bữa là chúng ta đã có một cái bài bài tập về nhà đúng không nhỉ? Thì không biết là Khánh đã làm chưa? Chuẩn bị rồi. Ha Em tưởng cô bảo, là lên lớp nói mà. cô bảo là có hai lựa chọn, là thứ nhất là mình viết, hoặc thứ hai là mình lên lớp nói. Thế nên cô mới hỏi Khánh ấy chứ, là Khánh làm chưa? Nếu mà chưa làm ở nhà thì lên lớp nói, còn nếu như mà làm ở nhà rồi thì chúng ta lên lớp sửa luôn. Được chưa? Cái dịch đi đúng không ạ? Đúng rồi, cái bài dịch đấy thì nếu như mà Khánh làm ra giấy ở nhà rồi thì chụp lên cho cô xíu nữa cô sửa. Còn nếu như mà mình chưa làm ấy, thì bây giờ chúng ta làm trên lớp luôn. Cô cũng thoải mái nhưng mà cô cũng mong là Khánh có thời gian ở nhà để làm chút xíu. Nhà Khánh bận lắm hả? Cái mùa này đang bận lắm hả? Mấy hôm nay chắc cũng bận hả Khánh à? Kiểu như là bài trên trường này nọ các thứ. Ôi, cô lại không nghe thấy Khánh nữa rồi. Hello, Đây. hello Khánh. Alo. Cô có nghe thấy con nhưng mà hơi lác, hơi giật một tí xíu nha. Còn bây giờ thì sao Khánh nói đi nào. Chu cha làm sao rồi ta. Khánh có nhìn thấy màn hình của cô chưa? Hello, Khánh ơi. Trời Hello, ơi. Khánh ơi, con sao rồi? Cái mạng nó bị làm sao ấy. Mạng nó hơi lag thật ý. Không biết là ở bên con sao. Cũng chẳng hiểu luôn. Bên cô hồi nãy lúc mà bắt đầu share cái màn hình nên nó cũng bị lắc lắc. Rồi, giờ sao rồi? Gì? Nó bị làm sao ấy. Hơi chậm thôi, nó sẽ hơi chậm tí xíu thì chúng ta cố gắng là chịu khó vậy. Như thế nào học online thì đây sẽ là cái mà chúng ta thường xuyên phải đối mặt. Rồi, ok, bây giờ Khánh vẫn nghe thấy cô bình thường đúng không nào? Vâng. Ok, vẫn nghe thấy cô bình thường thì cô cũng nghe thấy Khánh bình thường lại rồi. Đó, thì cái tốc độ bị delay, cái tốc độ bị trễ, cái âm thanh nó cũng không có quá đáng lo ngại. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái bài bài tập của mình ha. Hôm bữa cô đã nhờ Khánh là chúng ta sẽ dịch cái bài này ra tiếng Việt. Bởi vì bài này nó đang sử dụng cái cấu trúc nào đây? Cấu trúc của câu điều kiện loại 1, được chưa? First conditional là chúng ta đã học ở những ngày hôm trước rồi. Đó, chúng ta dịch xong bài này, cô ôn tập một chút xíu về câu điều kiện loại 1 rồi chúng ta làm bài tập cho Khánh nha. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ làm luyện tập thôi, được chưa nào? Vâng. Rồi, ok, vậy thì Khánh bắt đầu dịch cái email này cho cô nào. Chào Pierre, cảm ơn vì cái email của bạn. Tôi
Tôi tốt, cảm ơn. À, ơi, tốt, cảm ơn. Nhưng rất bận ngay lúc này. Đúng. Và tôi có một bài kiểm tra trên lớp, à, trên trường tháng tháng sau. Đúng. À, và tôi chắc là tôi sẽ thôi, Vượt qua, đúng rồi, con dịch vượt vượt qua tốt. qua. Nếu mà tôi chăm chỉ, Đúng. nhưng tôi Tôi muốn làm thật là tốt, đúng rồi, tốt, chính xác. nên nếu tôi được hạng nhất trong khối ạ. À, cái top grade này con chỉ cần gọi là điểm cao lọt top là được rồi, đúng chưa? Nếu tôi Đấy. điểm cao đạt top thì tôi sẽ bắt đầu học khoa học tại trường đại học của London ạ. À, đúng rồi, trường đại học ở London, đúng rồi, con làm chính xác. Nếu mà điểm tôi không quá tốt thì tôi sẽ tôi chắc chắn sẽ đi tới trường nào khác, có thể À, là Sheffield. Sheffield. Ờ, ok, tốt. Nếu nếu tôi có thời gian, tôi sẽ email lại cho bạn trước kỳ thi. Ừ, đúng. Nếu tôi không có thời gian, tôi sẽ Rồi. Be in touch, tôi sẽ giữ liên lạc. tôi sẽ giữ liên lạc sau đó ạ. Soon after, kiểu như là tôi sẽ gửi thư lại bạn sau ấy, con cứ hiểu như vậy, tôi sẽ giữ liên lạc sớm thôi, kiểu kiểu vậy ha. Ừ, tôi sẽ liên lạc sớm thôi. Tôi mong tôi vẫn muốn để tới và thấy bạn ở Paris vào tháng 8 ạ. Đúng, chính xác. Nếu tôi tìm thấy một công việc vào mùa hè ưu đãi tốt À, thì yêu yêu đại tốt, chưa chính xác lắm, nhưng mà xíu cô sửa lại sau, tiếp đi con. tôi sẽ mua vé máy bay ạ. I'll be able to afford, cái chỗ này con nên dịch là tôi sẽ đủ tiền mua máy bay, đủ khả năng mua máy bay đó, được chưa? Mua máy bay. Oh À, sorry sorry sorry, mua mua vé máy my bay, coi nhìn lộn, coi nhìn lộn, mua vé máy bay, đúng rồi. god. Mua máy bay của Finger Crush. À, finger cross này là một cái thuật ngữ, cũng không gọi là thuật ngữ, nhưng mà một cái cách nói của người nước ngoài, ý muốn nói là ok, cầu may mắn nha. Đó. Cái camera của cô thì nó không có cho thấy được cái cử chỉ tay của cô bây giờ, nhưng mà nếu như mà có thì nó trông sẽ như thế này. Đó, Khánh thấy chưa? Đó, cái finger cross sẽ là chúng ta đan chéo cái ngón tay như vậy nè. Và cái cử chỉ đó là gì? Là cầu chúc cho mọi chuyện may mắn. That's an American thing. Rồi, hắn dịch khá tốt. Và có một số chỗ cô đang bôi đỏ, bôi xanh ở bên đây nè. Và đó là những chỗ chúng ta cần lưu ý nha. Rồi, đầu tiên với chữ well, I am well. Nó không chỉ là tôi thì tốt, mà nó còn có nghĩa là tôi khỏe. Để chơi nào Khánh? Đó, rồi ví dụ như khi mà cô hỏi là Khánh là Khánh, how are you today? Thì thay vì Khánh nói là I'm normal thì Khánh có thể nói như thế nào? Normal thật ạ. Khánh có thể nói là I am well, đúng thế nào? Đó, tức là không, cô không phải là nói là Khánh không có normal, ý của cô là Khánh hãy tăng cái vốn từ vựng của mình lên bằng chữ well này. Rồi, đọc lại cái phần này cho cô. I am well, I'm well. thanks. Ok, tốt. Rồi, chỗ này nó có một cái chữ as mà hồi nãy Khánh đã dịch là và, đúng chưa? Thì cái chữ as này nó không phải là và nhé. Khi mà as đứng giữa câu thì nó sẽ bằng because, để chơi nào. Because. Đúng rồi. Ok. Rồi, thì tại sao nó lại là as thì chúng ta cùng nhìn nhé. Rồi, là nhưng bây giờ thì tôi rất là bận, được chưa? Nhưng bây giờ thì tôi rất là bận bởi vì tôi có những bài kiểm tra ở trường vào tháng sau, được chưa? Cái lý do là tôi có bài kiểm tra ở trường nên tôi mới bận, được chưa nào?
Rồi, tốt. Ok, tiếp theo chúng ta có gì? Cái chữ apply, khán đọc lại chữ này cho cô đi. Apply. Apply. Đúng rồi, apply này là gì? Là nộp đơn vào. Trong cái trường hợp mà Khánh thấy là apply for a job hay là apply for a school là chúng ta nộp đơn vào cái trường, cái ngành nghề nào, đúng chưa? Rồi. Vâng. Ok. Rồi, đợi cô xíu, cô đi tiếp. Này, chúng ta thấy là gì? Là I will apply to study. Tôi sẽ nộp đơn để xin học cái ngành khoa học tại Đại học London. Đó. Rồi, và Khánh đã dịch đúng cái đoạn phía sau là nói về điểm rồi. Tuy nhiên có một cái chữ nữa mà chữ này hôm bữa cô đã dạy rồi mà Khánh quên nè. À. Khánh đọc lại cho cô đi. Probably. Probably. Đúng rồi, probably là có khả năng. Probably là một cách nói khác của maybe thôi. Được chưa nào? Đó, và cái cách mà Khánh dịch đấy thì nó lại là cách dịch của chữ definitely. Đó. Rồi, chữ definitely là tôi hoàn toàn chắc chắn. Còn nếu mà chúng ta nói là I'll probably thì có nghĩa là có thể tôi sẽ thì đấy, có thể tôi sẽ đi đến học một trường đại học khác, có thể là Sheffield, được chưa nào? Ok. Cứ rồi, chính xác. Rồi, hồi nãy là chúng ta gặp rắc rối với cái cụm mà be in touch, thì cái này chúng ta hay thấy nó xuất hiện trong thư từ nhiều. Be in touch là giữ liên lạc, rồi nãy cô có chỉ rồi. Và well paid này là trả lương cao. Đặc biệt là Trời, nó con cứ đi tưởng đãi ngộ tốt. không có nha, well paid job nó hay đi một cụm với nhau như vậy là Khánh này, nó có nghĩa là một công việc trả lương cao cao, được chưa nào? Ok. Trả lương cao Be không phải cao nha, sao để trả lương cao. Rồi tiếp chúng ta có cái chữ mà be able to. Be able to là một từ khác của can, nhưng mà cái cách xài nó khác can nên cô không thể nói là nó bằng can được, nó chỉ giống thôi. Có khả năng làm điều gì. Sau đó chúng ta lại gặp cái chữ afford. Afford này là đủ tiền để làm gì. Hai cái này nó đi với nhau thì chẳng qua nó chỉ có nghĩa là à, tôi có thể sẽ có đủ tiền để mua một cái vé máy bay. Để chơi nào Khánh. Ok. Ok rồi. Rồi. Ok. Đợi cô chút xíu. Rồi, hắn còn thắc mắc gì đối với bài này nữa không? Hắn ngập. Không có. Không ha, rồi, chúng ta tranh thủ ôn lại một chút xíu về cái bài học hôm bữa ha. Hôm bữa thì chúng ta đã học về hai cái thì, đó là will và going to, rồi đúng chưa nào? Will và going to bữa giờ cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Xin lỗi, chúng ta sẽ vào làm bài tập để nhớ lại. We were going to hay còn gọi là tương lai đơn và tương lai gần là hai cái thì dùng để chỉ hoạt động diễn ra trong tương lai. Nó có những điểm giống và có những điểm khác nhau. Cô đã nhắc nhiều lần rồi, xin lỗi, chúng ta sẽ vô làm bài rồi cô Oh, sẽ tham khảo họ lại luôn. Rồi, so surprised. so surprise. Chúng ta còn học về một cái vấn đề nữa, đó là gì? First conditional, câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 thì nó sẽ có dạng đó là if cộng với điều kiện, đúng chưa nào? Rồi phải một cái rồi kết quả cho cái điều kiện đó. Thì cái điều kiện là hai cô còn gọi đó là S1, V1 để cho nào sẽ được viết ở trong. Sign. Đó, đúng rồi, S1, V1 sẽ được viết ở thì hiện tại đơn. Còn S2, V2 của nó sẽ là gì? Là will, đúng chưa nào? Đó, Going rồi. to nữa đúng không mình ở đâu? Không, không, không. Cái khi con sẽ học S2, V2 là going to khi nào con lên cái cấp cao hơn. Đó. Rồi, còn bây giờ thì con chỉ sử dụng cho cô đó là S1, V1 đó là hiện tại đơn. Và S2, V2 đó là gì? Will cộng với verb cho cô thôi nhé. Để cho nào. No. Rồi, nhắc lại kiến thức nhanh gọn lẹ như vậy. Bây giờ chúng ta chia sẻ cái màn hình khác để chúng ta vô bài. Rồi, ok. Tiên thì chúng ta nhìn vô cái phần mà we were going to trước cho cô nè. Rồi, ok. Đây, bài số 2. Con khoanh tròn lên cho cô đi. Là giữa will và going to chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Nhớ nha, will thì nó sẽ mang tính là ngắn gọn hơn, tức thời hơn so với going to. Going to thì là kế hoạch mà mình đã dự định từ rất lâu rồi và chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện nó trong tương lai. Chung quy là nó chắc chắn hơn và nó mang tính đường dài hơn là will. Được chưa nào? Rồi, ok ha. Yes, Ok, chúng ta khoanh tròn là will hay là going to giữa những câu nè. Rồi, cho Khánh thời gian làm đó.
I don't think Chelsea, okay, win the Champions League next year. Okay. Look at those clouds. Rồi. Ok, Khánh có vẻ nhớ bài đó. Khánh có vẻ nhớ bài làm rất tốt. Cố gắng lên nào. Có hơi nghi ngờ khi mấy câu nó giống nhau liên tiếp. Khi người ngỡ với cô giống nhau liên tiếp. Ủa sao câu nào cảm giác cũng going to ấy nhỉ? Rồi. À, câu 5 này. Revision. À rồi cô biết có một câu sai của Khánh ở đâu rồi. Oh no. Cô biết có một câu sai của Khánh rồi. Khánh làm là xong những câu còn lại đi được cô chỉ cho. Ok. Từ từ đã. Từ từ đã. Chẳng lẽ câu hai chăng? Không, không phải câu 2. Câu 2 khá là đúng rồi bởi vì có cái dấu hiệu rất là rõ ràng, đó là those clouds để trên nè. Đó. Câu 3 hay câu 1 nhỉ? Nó sẽ là câu 1 đó Khánh. Tại sao ạ? Nó có căn cứ mà. Nó có căn cứ đúng không? Thì chúng ta thôi nó sao ta? Khi mà chúng ta xài I don't think á, để cho Khánh, khi mà chúng ta xài I don't think thì chúng ta sẽ phải đi với will cho cô, để trên nè. Đơn giản vậy thôi, khi mà chúng ta xài là I don't think thì chúng ta phải đi với will, có một cái lưu ý đó thôi. Đi chưa? Rồi cái này thì nó không có nằm ở trong cái bài nhưng mà có gì Giả cô sẽ sử. cô sẽ nhắc lại thường xuyên là khi mà chúng ta nói là I don't think cái gì đó thì chúng ta sẽ phải đi với will chứ không phải là are going to. Đi chưa? Rồi, good. I don't think Chelsea will win the Champions League next year. The team isn't strong enough. Rồi, look at those clouds, it's going to snow. Rồi, good. Kat hasn't done any revision, she isn't going to pass her exam. Câu số 3 này cũng có thể là một cái câu won't được này. Đó, she won't pass her exam. Rồi, Kat hasn't done any revision, she won't pass her exam. She isn't going to, nhưng mà câu isn't going to của Khánh cũng đúng bởi vì cái này nó có cái căn cứ rõ ràng rồi. That car is going too fast, it's going to crash. Đúng rồi, good. I will email you tonight, I promise. Câu này thì không có cái dự định, không có. Ý là không có cái kế hoạch, không có cái bằng chứng nào rõ ràng cụ thể hết. Thì chúng ta chọn I will là đúng rồi. À, từ Chắc từ cô giải thích lại câu một cho con đi cô. Đây có cái sẽ là cái team của bạn không không À, tốt. câu 1 chỉ đơn giản là như vậy này Khánh này. Mặc dù là chúng ta đã, tự nhiên mặc dù là chúng ta thấy được cái dấu hiệu là gì? That team isn't strong enough rồi đúng chưa? Nhưng bởi vì ở đây chúng ta đang đưa ra cái mẫu câu là I don't think. Được chưa nào? Đó. Mẫu câu Ok. đây là I don't think. Và I don't think thì nó đi với will. Nó là một cái lưu ý ngoài lề mà chúng ta không có được nghe ở trong bài. Được chưa? Nó là một cái lưu ý ngoài lề chúng ta không nghe ở trong bài. Được chưa nào? Ok chưa Khánh? Ok chưa? Remember Ok rồi ha. Rồi. this. Ok, you will remember this. Rồi, ok. Ui, sao tự dưng bước sang cái thành này làm gì? Ảo thật đấy. Rồi, bây giờ chúng ta thấy có những cái gì, có những cái mức chăn như vậy và Khánh hãy xem cho cô coi là khúc này chúng ta nên điền là with the affirmative hay là negative of going to nha. Tức là going to chúng ta có hai dạng, đó là is going to là khẳng định này và isn't going to là phủ định. Thì bây giờ Khánh thử dùng cho cô coi là cái câu này, từng câu một đó, nó sẽ là khẳng định hay là phủ định nha. Dạ Alright. sơ. Khuôn mặt kinh dị. Công nhận, công nhận. Nhưng mà cái hình vẽ con thấy đẹp. Ý là nhìn chung về hình vẽ thấy đẹp. Rồi ví dụ như His smile looks so like His smile I'll look kill you His smile look like evil, right? His smile look evil. sandwich. I look him like kill the sandwich. Ok.
Right, cái anh look here. Vậy thì chúng ta đưa ra dự đoán coi là cô này là có for hay không nhỉ, hắn nhỉ? Going Đúng rồi, she is going to. Nhớ cho cô nha, nó phải là to. có be. I'm so good. Đúng rồi, có to be đằng trước đấy nhá, hắn nha. Nên là she is going to fall. Đúng rồi. Tiếp, number two, the The cat. cat will catch the mouse. À, cái chỗ này chúng ta chỉ chia is going to thôi hắn ơi. Nè, thấy chưa? Đó. Nhưng mà Sao? giờ đâu có lỡ con chuột nó thoát được thì sao cô? Đó thì cái này nên khán nên mới phải dựa vào cái trí tưởng tượng của mình để khán nghĩ coi là con mèo có bắt được con chuột hay không. Không. Ôi À trời vậy ơi cô ơi. Hồi nhà cũ con kiểu để cái bắt chuột ấy xong con chuột nó dính. Kiểu mấy cái dính dính này dính ruồi ấy cô. Xong à con chuột nó dính vào ấy nó không dễ được. Xong rồi con mèo chạy vào xong nó bị dính vào con mèo ấy. Nó chạy nó tông thẳng ở đầu tường. à rồi 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 cô Mèo biết sợ cái chuột. cô biết cái tình huống đấy rồi, kiểu như đó là lý do tại sao mà nhà cô không bao giờ xài cái keo dính chuột đấy, có mèo rồi là Thảo không xài mèo. keo dính chuột, có nuôi chó cô cũng không xài keo dính chuột nữa, bởi vì là mấy con vật đấy nó không có biết cái đó là cái gì ấy. Nó bước chân vào một cái là thôi là không có chạy ra được luôn. Rồi khám number two, the cat is or isn't going to, the cat is or isn't going to. Ủa, hắn ơi. Isn't. À, ok, vậy nói là cho cô, the cat isn't going to catch the mouse. À, cô đang không nghe thấy khán rõ lắm nhé. Nó nghe thế nào cô, nó cứ rè rè à? Không, ý là nó cứ hắn nói được một cái một cái hay xong nó tắt cái âm đấy, xong khán lại ơn lên một cái nữa hay là tắt tiếp. Con đố biết tại sao con đang ấn add. À con tắt mic, bấm tắt mic liên tục đúng không? Đấy, con bấm mà bật tắt mic liên tục đúng không? Đấy, cô thấy rồi. No, I didn't À, I can see if your mic is turned on or turned off. Ok, cô có thể nhìn thấy được là cái mic của con là đang bật hay đang tắt đó nha. that. Rồi, ok, Okay. second. He going to have lunch. He will kill the sandwich. He Khánh going to kill the sandwich. ơi. Ok. À, Khánh nhớ cho cô Oh. là chúng ta có động từ to be nên phải đọc rõ cho cô nha. He's going to have lunch. Water, water, please. Oh, you go drink water. Ok. Yes, sir. I asked my mom. Ok. But will you stay? Em Khánh có ở lại đây không? Hay là đi lấy nước với mẹ luôn? Không ạ. Nước ngay đây mà cô. Ok. Khánh, can you say it again? He is, và that the cat isn't nha. Nhớ cho cô là có động từ to be đúng. He is going Have lunch, good. to. He's going to kill the sandwich. I see. Rồi, number five thì sao nhỉ? Number five, cái bạn đang chạy đua này thì sao? Đấy, he isn't going to Đúng win. Oh rồi, he isn't going to win. Cái mức này mà kiểu chỉ có phép màu xảy ra thôi, đúng không? Khúc này là my god. Không, tự tự danh nhiên kiểu thành giờ flash chạy. Ô, hoặc là có thanh thể niên là này bạn, ảo thế đấy. hoặc là có Ô, thể bạn nhưng mà cô nhìn mặt thanh thanh niên này giống meme thật sự. thanh niên nào. Nhưng mà nó kiểu cái thanh niên mà chạy ấy cô. Ồ đây hả, ok. Bựa thật sự. Ảo vẽ. À. Bạn này có thể thắng khi nào? He will win if she turns around. Đó, bạn này thắng là If bạn. she turn around and punch Oh, no, he won't, he cannot win that way. He isn't going to win. him. She turn My around God, no. and she put out the gun. Save. Rồi, khán number three. Are they going to... They isn't going to arrive on time. Rồi. Đây mà dùng y Xé dần. này làm sao mà Đây mà dùng đông y mà dần đó bằng. hả Khánh? Chắc chắn cô. Đây À. đây mà dùng y dần hả? Ừ. Đúng. À từ từ đã. Cơ hội sửa sai lần cuối này. Đây có dùng. They is going to. Con nhầm. Không, they aren't. Trời ơi, đây là phải đi với they are chứ Khánh. Hold They on, wait a aren't. minute. À, con quên. Con tưởng chỉ được dùng is thôi. Không, không, không. Cô bảo hắn này nó sẽ có dạng như sau: I'm được chưa, rồi is, rồi are, rồi cộng với gì, going to cho cô nha. Khánh nhớ cái này cho cô được như nào.
Đó, như vậy để lần sau tránh sai nữa, chứ sai cái lỗi mà động từ to be này là cô buồn lắm á Khánh, tại vì cái này rất là đơn giản. Được chưa? Hello Khánh. Nào để kiểm tra coi Khánh có đang tắt mic không nào. Ok. Đang tắt mic. What happened? Z Z Dễ, I see you. Hồi nãy là mới tắt mic hả? con bấm nhầm Ok. con ô ấy liên tục đâu Con bỏ cái rồi ra đi con. Ok Ôi trời ơi. Ok Khánh. You don't want to turn on the camera? no No, why? Are you shy today? Are you shy? Are you embarrassed? Nay ngại hay gì sai vậy ta? về Shy, lại shy là ngại đó. từ cô đợi tí để con nhớ lại từ này nè từ Are đã tự dưng quên mình không 100% not okay, shy you're not shy, so are you no embarrassed? haughty I don't know that word. Can you spell it? haughty Can you spell that word? Hay là can you write that word on the screen? Chúng ta viết từ đó lên trên màn hình cho cô được không? Ok. Tốt rồi. Haughty. Haughty, is that Thực even a ra cái word? từ này không phổ biến lắm gọi cái từ Con từ mới nói học như thế. hả? À, haughty này cô biết nha, nó là từ kiêu căng, kiêu ngạo, nhưng mà cô đang bảo là con kiêu căng, kiêu ngạo hả? Yes. Ok. Right. I don't need to open the camera because Ok, I see. Rồi Khánh ơi, chúng ta có so rich. Khánh ơi, can I have your So attention? easy. Rồi. So Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái bài số 4. Bài này chúng ta sẽ lại quay về will hay là going to. Nhưng mà chúng ta sẽ phải kết hợp với các động từ ở trong cái ô màu tím này cho cô. Được chưa? easy. Rồi, vậy thì đợi cô chút xíu, cô chụp cái bài số 4 này rồi cô gửi Khánh. Nào. No, 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 no. Don't do anything silly right No, I will use nghĩa là gì ta? Emoji à? À không. Con sẽ đánh dấu mỗi cái gì để con tích cho nó nhanh. Nhanh. now. Rồi, ok, cô mới gửi cái hình chụp của bài 4 vô trong group của mình á, thì nếu như mà lát nữa cô kéo xuống thì Khánh vô trong đấy, Khánh vô Zalo, Khánh lấy lại cho cô nha, Khánh xem lại cho cô. Ok. Rồi nào Khánh, do you see it? Thấy bài số 4. Dễ. Rồi bài số 4 nha. Như cô đã nói là chúng ta sẽ phải dùng will hay là going to kết hợp với cái gì? Cái động từ ở trong cái ô màu tím này. Nào, you do it. Khánh làm cho Con cô sẽ đi. đánh dấu thì bài là sẽ là cái mũi tên này cái này À, ha ha will là sao? cái này Ok, cái này rồi. cái này đấy Rồi. dưới đây đơn giản Ok. oh I'm not sure I will do anything Rồi, cho Khánh thời gian suy nghĩ. Kate đang hỏi Toby gì? Are you going to Kim's party tonight? Là tối nay bạn có đi dự tiệc ở nhà của Kim không? Toby mới nói là I'm not sure, tôi không chắc nữa. Rồi, bạn ấy sẽ I'm làm sure gì? mà giận. Hold on. Tôi không chắc nữa nhưng mà tôi sẽ nói cho bạn biết đúng chưa nào vậy. Rồi, con biết rồi. Rồi nhưng mà cái dấu trái tim đó là chúng ta sẽ phải đi với will hay là going to nào Khánh à? I going to I'm going to text you. Tại sao mà Khánh lại nghĩ nó là I'm going to text you nhỉ? vì là thanh niên này bảo thì con nghĩ là có bằng chứng của Không, chúng đáp án của chỗ này sẽ phải là I will text you nha. no Được chưa? unbelievable Phải là I will text you bởi vì cái việc mà bởi vì nè, khúc trước bạn ấy đang nói là I am not sure, tôi không chắc nữa. Vậy thì cái việc mà cho gì bạn biết cái kết quả cuối cùng ấy nó không có nằm trong cái dự nó không nằm trong cái dự định của bạn. Đó và bạn sẽ phải nói cái việc mà ok tôi sẽ thông báo lại cho bạn là quyết định rồi ngay tức thời, quyết định ngay lúc đó.
Được chưa? Ok, Ờ, sao fine. sao 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 con xóa mất cái trái tim, sao con xóa mất mấy cái trái tim trên này rồi? Hello. I'm not full. Con không phục hả? Tại sao không phục? Rồi Khánh ơi, mình tập trung vô cho cô nè. So I can't believe it. Rồi. Okay. Next. Để xem nào. I know Rồi hồi nãy là I buy là cái này. I go into buy. we've run out of milk, I know. Đúng rồi, chính xác, con chọn là going to buy là đúng rồi. Bởi vì sao Khánh, giải thích cho cô nào. Vì Vì sao, vì sao? Nó có dấu hiệu gì? Nó có dấu hiệu gì là người này dự định sẽ làm? on the shopping list. Đúng rồi, chính xác, nó đã nằm trong cái danh sách mua hàng rồi. Vậy tức là người này đã có dự định là muốn mua nó rồi. Good job, đúng rồi, tốt. Next. The blue jeans are 20 pounds and the black ones are... Con cho cô đoán đây là chữ gì? Chết rồi, này là sao cô biết được? À, chữ half. Ok, I have the blue Going to. one. I'm going to have the blue one, please. Chỗ Z. này, nếu mà chúng ta nói là I'm going to thì là cái bạn XC này đã có dự định là muốn mua cái blue one chưa? À, I will. Đúng Nhưng mà rồi. lúc đấy thì cô đấy đã có dự định thì nó sẽ going to chứ cô. Tức tức là như vậy, cô ấy có dự định mua quần jean nhưng không phải là muốn mua cái cặp màu xanh thì chưa, tức là lúc mà đến đó là cô sẽ dự định là ok, tôi sẽ mua quần jean ngày hôm nay nhưng mà đang phân vân giữa cái màu xanh và cái màu đen, được chưa nào? Đó, sau khi mà Có nhân nên mua viên cái nào nói dễ hơn? đó sau khi mà nhân viên nói giá xong thì người ta mới quyết định là ok, là mua cái quần màu xanh. Thì cái Cái quyết gì định cơ? đó, cái thì cái quyết Quần jean màu xanh mà tận 20 euro á. yeah 20 bảng, Sus. nó hero bảng, this is bảng. Suspicious. Third one. Rồi, chữ này là chữ buy của con đúng không? I will buy the blue one, please, hay là I will have. Yes. I will Ờ làm buy ha. gì? Ồ, cái chữ Ờ, buy được buy lặp có lại rồi. à? Không, 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 không. Rồi, cái này là I will have, đúng chưa? I will have the blue. Hey, Rồi. I am Good, good. Rồi, câu số 4. What are you doing in the summer holidays? good. I going to visit. I'm going to visit my cousin in the USA. Ok rồi. Tại sao chỗ này lại là going to được? Bởi vì cái kế hoạch, cái dự định mà chúng ta muốn làm mà kiểu như muốn đi du lịch ở đâu ấy, thường là chúng ta phải lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? Đặc biệt là đối với những cái chuyến đi du lịch, chúng ta bắt buộc phải lên kế hoạch Z. từ trước. Vậy nên Oh chỗ này my là God, my I am leg. going to. Oh my I'm God. so hurt. Đó, I'm going to visit my cousin in the USA. Rồi, chắc này Khánh còn Ouch. thắc mắc gì không? No. No. Khánh, Khánh la lên đau đớn làm cô đau lưng. Ghê luôn đó Khánh, cô đang bị đau lưng. Oh no. Oh I'm getting old. Rồi, câu come. số... Oh, age come. câu Yo. Câu số 5. Chị Câu số cô 5. chị coming to come. Chúng ta nói lại cho cô đi. Miss G is becoming old. Miss G is become younger and old. No, that's not how it works. Nó không phải như thế. Trời ơi, Miss G is becoming old. Only old. Rồi. Miss G already old, I know that. Ok, I take that. I agree. Đúng rồi, cô già rồi thật. Rồi, À, từ câu... từ cái câu mà à ok Chúng ta còn hai... it's full. Ok I Chúng ta còn hai chữ này ta. Chúng ta còn hai going là slip và chữ close. to close à I will going à I will close Will là the đáp án chính xác. Chính xác, đúng rồi. Will là đáp án chính. window Z Z I going to sleep all morning. Đúng rồi. Chỗ này Khánh đã quen rồi đó rồi. Bởi vì sao? Cái will close là người ta chỉ thực hiện khi nào mà có một cái hiệu lệnh để chơi nào. Đó là it's freezing in here. Rồi ok, I will close the window. Là có cái hiệu lệnh là người ta mới lên kế hoạch để làm. Còn cái này là có kế hoạch từ trước rồi. Đúng chưa? Đi chưa, đi chưa? Dạ. Rồi, good. Rồi, ok, nice. Rồi, Khánh nắm được cái bản này là cô mừng rồi.
so good. I know Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua với phần gì? À, that. first conditional chưa xong nhé, chưa xong. Oh Rồi, ok. Rồi. no. Go order the Go, word. going to bad. No, 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 no. Rồi, chúng ta Oh bắt đầu no, làm so được à? bad, bad, bad. Sao vậy, con đau chân hả? No. À, đúng. Yeah. Chúng Đấy. ta làm bài số 2 cho cô là khán này. Number 2. Rồi. Được dùng will và thì dùng Cái will thôi. này là gì? Cái này là if, được chưa? If vì chúng ta mới học cái if thì thôi, first conditional câu điều kiện loại 1 thôi. Vậy nên chúng ta sử dụng như thế nào? Nhớ If cho cậu. we will đi. Không không, sai rồi, Khánh Khánh nhớ Con lộn đùa rồi. thôi. If cộng với điều kiện đúng chưa nào? If we don't Đúng, chính xác. get Đúng, adult, đúng if rồi, we if we don't will rồi. don't, Sai, hồi nãy cô đã bảo if là if we we don't. don't, we'll Này nha, lại quên bài rồi nha. get. Cái gì vậy? If we don't go, If we don't get. if we don't go get to the shop, if we don't get, they will. Will be, đúng rồi, chính xác. They will be closed. Videos. Khánh đọc lại câu này cho cô. If we don't get to the shop soon, they will Đúng rồi, tốt, chính xác. Số 2. be closed. If you. If you don't Để Khánh be thấy. ready by 7 o'clock, I will without you. I will go without you. Được chưa? À quên mất. Ô, từ từ, cũng hơi từ thì. Wait, let Có cái tờ Khánh này, cái số 2 này me Khánh chưa đúng hoàn remember. toàn nha. Nếu mà Khánh xài don't be ở đây là chưa chính xác. Ở đây nó có chữ be ready, mà be ready là tính từ thì tính. Isn't. You mà đi với isn't hả? You mà đi với isn't. Yes. Đúng Không. cô. Không, I'll create you. Nói lại cho cô, if you aren't ready by a new. 7. If you aren't ready by 7 o'clock, I will go play game. I will go without you, but I will go play game. It's fine. Rồi. Number 3. It don't take. Xem lại No, hold cho cô. on. Câu It số 3. isn't take. Câu Được này á? là một câu điều kiện loại 1 viết ngược, tức là cái vế điều À, từ từ con nhớ ra rồi. It will take long. Will hả? Will hả? Will không thôi hả? Thằng lót của cô đâu? Thằng lót của cô đâu? It will not take Đúng long. rồi. Đó, trời ơi. If we are, If we all. if we all. Ủa chẳng nghĩ cái gì. Thì đúng không? Theo sau if là chia về hiện. Đúng rồi, help đơn giản thế thôi, không thay đổi gì cả. Để chơi nào, đọc lại câu số 3 cho cô. It will not take long to tidy the house if Ok, tốt, we rồi. have. They will not give you the money back Ok. if you don't show them the Rồi, cẩn thận với chữ đâm, đọc lại cho cô này. Chúng ta không đọc là they, chúng ta không đọc là chữ Z như vậy, mà chúng ta đọc là they. Cái under nó hơi. receipt. Không, 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 sai rồi. Khánh They Khánh để ý miệng cô này. They. Rồi, chết bà, cái camera nó lại đứng nữa. They. They They. they They. Đúng rồi, cô lấy cái răng trên. con đọc thế mà thấy chị Cô lấy cái răng. Nào cô. Con sao? con chẳng có hàm trên nữa của mà Nào, cô lấy cái răng trên ấy, cô cắn cái lưỡi một tí xíu rồi. They. they Đúng rồi, như thế mới đúng. they Tốt. con còn chẳng có hàm trên mà cắn của. Cô chẳng có em. Cô nhớ khá là có hai chiếc răng hơi bị xinh xắn ở đấy đấy mà không bảo không có. Nhỏ Rồi. rồi đấy cô, nó khít lại rồi mà. Cô không tin, cô nhìn này. Ừ, công nhận nhỏ lại rồi thật. Trời ơi.
Ê, không công công Hồi nhận trước răng không. còn to như răng thỏ mà, như đẳng như trong phim đẳng cấp siêu thú ấy. Biết Cô xem cho cô. cô, hình như cô có xem phim đấy, nhưng mà cô đang bảo là ôi không biết là sau một mùa Tết không gặp lại mà Khánh cao lên hẳn luôn đó. Khánh Giờ cao đây con cao thêm hơn 10 cm ấy. Khánh cao lên, Khánh nhìn Giờ lớn ra ấy, hẳn luôn nói đấy. chung là bây giờ con cao hơn mẹ con tận mười mấy xăng cơ. Nhưng mà có phải là so với năm ngoái 2022 là con cao hơn không? Con có nhận thấy vậy không? Dễ. Cô thấy Look who behind cao. me. He's so hurt. Heart Don't say that, your mom will be sad. If you say that, breaks. your mom will be sad. Broken. Ok. No. Rồi. Ok, câu này khá là đúng là they will not give Smile you your money back if you don't show them the receipt. Tức là người ta sẽ không có trả tiền nếu như bạn không cho người ta xem cái biên lai. Thế thế nào? Receipt ở đây là biên lai. nào. Rồi. Rồi ơi. Có Rồi. hiệu thay đổi cái biên biên like Biên lai thay đổi được hả? Ghê vậy? chứ. Được chứ cô. Con có kỹ thuật thay đổi biên like siêu cấp. Ok. Rồi, khán giả câu số 5. If the phone như thế nào đây? If the phone ring. Ring, nhưng mà ring này đã đủ chưa? Tức À. tức là ring này là gần đúng rồi. Cô muốn khám nhớ cô Ừ. đây là thì hiện tại đơn. Vậy thì nếu mà lẽ là thì hiện tại đơn thì cả S1 này nó đang là số ít, tức là chủ ngữ số ít. Thì If the V1 phone is ring. không, không phải is ring mà nó sẽ À. là rings như vậy, được chưa? You kidding me? Cái này không phải là kidding nha, cái này là rất là đơn giản, bởi vì cô đã bảo là S1, V1 chia về hiện tại đơn. Mà hiện tại đơn thì có gì? Chủ ngữ số ít, tức là có một cái, thì động từ phải thêm thêm S hay là ES ở cuối. I don't like principle. You don't like present simple, okay, you're going to die then. Because present simple is important. Rồi, No. if the phone rings, what happens? Will you answer it? Đúng rồi, will you answer it? Tuyệt vời. Sir. Đó. Dễ thế nhở? Dễ Ok, quá. À không, đơn giản quá. So easy, easy. nhưng mà chúng ta vẫn bị sai cái gì đây? Sai cái hiện tại đơn ở ngay cái vế điều kiện nha. Xem lại cho cô. Nếu như mà chủ ngữ là Joke. just Đùa tí joke, thôi anh. I Đấu don't này. believe you. I don't believe you. Không tin trò tấu hề của Khánh đâu. Rồi. Ồ. Rồi, ok, that's all for today. Được chưa? Rồi hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập lại và làm tiếp cái bài tập. Scribble. No, we don't have time. Chúng ta sẽ Ồ. làm tiếp cái bài số câu số 5, à câu số 6 đến câu số 10 cho cô nhé. Cô sẽ khoanh tròn lại và cô gửi cho Khám. No. You don't have time, Khám không có thời gian hả? Z like you. I'm so sorry. Trời ơi, tự nhiên bị I nói. just joke. Okay, bye bye. Bye. Bye bye.